Đầu bằng cách khởi một cái dụng tâm đúng đắn, chúng ta nghĩ đến tất cả chúng sanh mà chúng ta đã kết duyên trong vô lượng kiếp luân hồi, tất cả chúng sanh từng là cha mẹ chúng ta, từng là thân quyến của chúng ta, tất cả chúng sanh đã từng thương yêu và quan tâm đến chúng ta. Chúng ta cảm nhận tình thương của chúng ta đến với tất cả chúng sanh. Cũng nhận biết rằng hiện hữu này trong lục đạo luân hồi, bản chất của nó chính là khổ đau. Vì vậy chúng ta muốn đưa tất cả chúng sanh ra khỏi khổ đau của sinh tử luân hồi. Nhưng với khả năng của chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ không làm được điều này. Vì vậy, chúng ta phát nguyện đạt được quả vị Phật. Muốn thành tựu quả vị Phật thì chúng ta phải có kiến giải đúng đắn. Để có được kiến giải đúng đắn thì chúng ta cần phải học pháp. Với mục đích này, chúng ta học pháp ngày hôm nay. Chúng ta nhớ nghĩ đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và tưởng rằng Ngài đang hiện diện trước mặt chúng ta. Ngài ngồi trên tòa Kim Cang, thân đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm với ba y tỳ kheo, tay phải chạm đất, tay trái ấn tam muội. Hướng về Ngài, chúng ta xin niệm hồng danh của Ngài, cũng như bài kệ khai kinh: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay thấy nghe được tỏ trì, nguyện rõ như lai nghĩa diệu màu. Hôm qua chúng ta đã nghe về ba cái cõi thấp, nếu mà chúng ta tạo những cái duyên, cái nghiệp tương ưng mà chúng ta sẽ tái sanh về sau khi chúng ta chết đi. Tuy nhiên, mặc dầu biết như vậy, nhưng mà đôi khi chúng ta luôn luôn nghĩ rằng tôi chưa chết. Ngày hôm nay tôi chưa chết, ngày mai tôi chưa chết, có thể năm nay tôi chưa chết, năm sau tôi chưa chết, và còn rất nhiều năm nữa tôi chưa chết. Vì vậy chư Tổ mới dạy cho chúng ta phải niệm cái chết, và đó là cái đề mục mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là tri giác về cái chết. Trên chương trình thì để là chánh niệm, bởi vì cái người dịch cái bản văn thì chánh niệm, cho nên mấy anh em ghi là chánh niệm, nhưng mà không thể chánh niệm về chết vì không có cái niệm nào trong chánh niệm mà về chết cả. Chúng ta chỉ có thể tri giác về chết, còn chánh niệm thì là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng.
niệm thí, niệm thiên, niệm giới. Đó là những cái niệm mà Đức Phật dạy cho các vị đã bước vào dòng thánh, phải niệm để đạt được cái mục đích hướng đến của mình. Ở đây chúng ta học về cái chết ở hai phương diện, thứ nhất là tri, tức là tri thức, là hiểu biết, và giác là khi chúng ta đem cái hiểu biết này vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta thực hiện cái hiểu biết này. Đầu tiên thì chúng ta phải biết rằng để mà một người đi đến cái quyết định tu tập thì như hôm qua chúng ta đã nghe. Thứ nhất là chúng ta phải thấy sợ tái sanh vào những cái cõi thấp khi mà chúng ta không có khả năng để mà tu tập. Đôi khi có nhiều vị nói dưới điều kiện nào cũng tu tập được mà. Quý vị nào nghĩ như vậy thì bữa nào thử, mình thử ha, kiếm cái chậu than ha, lấy cái chậu bằng bằng đồng rồi cái bỏ chút than vô, than nóng vô rồi đội ở trên đầu rồi thử ngồi thiền coi ngồi được không. Hay là thôi nói than sợ phỏng, quý vị lấy cái đèn infrared đó, rồi cho nó rọi thẳng lên trên đầu mình đó, rồi thử coi quý vị sẽ chịu được cái sức nóng đó khi mà để mà mình ngồi thiền hay không. Hoặc là thôi bây giờ mà nói nóng tôi khó chịu bởi vì nóng tôi không quen, rồi thôi bữa nào lấy cái bao bỏ nước đá vô rồi đội thử trên đầu thử coi mình có thể chịu được hay không, thì chúng ta mới biết được rằng là cái hoàn cảnh đôi khi nó cũng giúp đỡ cho chúng ta hoặc là cản trở chúng ta trong cái sự tu tập. Thành ra chúng ta cần phải hướng đến cái hoàn cảnh tối thiện nhất, đó tức là thân người. Mà đôi khi thì vì chúng ta cũng biết thôi, bây giờ mình sợ sanh vào những cõi thấp không tu tập được, rồi sanh vào những cõi quá sung sướng không tu tập được, thì mình ráng sanh vào cõi người. Nhưng mà mình lại nghĩ không sao, bữa nay bận rộn quá, đang có khóa giáo lý gia đình Phật tử nên khoan hả tu, để mai hả tu, hết khóa rồi mãn khóa rồi về lại lại nhà mới tu. Những cái tư tưởng như vậy nó sẽ liên tục xảy ra ở trong cái dòng tâm thức của mình, hết chuyện này đến chuyện kia rồi đến chuyện nọ, chúng ta luôn luôn bận rộn và chúng ta đẩy cái việc tu tập lùi lại phía sau. Và đôi khi chúng ta cứ nghĩ là thôi mai mốt trước khi chết đó mình niệm 10 danh hiệu của Đức Phật rồi mình chết cũng được mà. Cho nên các vị tổ cũng nói như vậy, con người á hay là chúng sanh á thì dường như là không sợ hãi đối với cái chết, không sợ hãi đối với cái chết vì mình nghĩ tôi là Phật tử mà tôi đâu có sợ chết, nhưng mà đến khi chết thì lại rất là sợ hãi vì không biết mình sẽ đi về đâu, mình đã tạo những nghiệp gì, những nghiệp này nó sẽ dẫn mình đi về đâu. Thành ra chúng ta bắt đầu phải học suy nghĩ về cái chết. Suy nghĩ đây không có nghĩa là chúng ta phải thuyết phục rằng mình sẽ chết, vì đương nhiên chúng ta sẽ chết và chúng ta biết được như điều này rồi, xung quanh chúng ta đã quá nhiều người chết rồi và họ cũng đang chết như vậy. Nhưng mà chính bản thân chúng ta đối với cái chết thì chúng ta thấy nó như thế nào? Điều này phần đông trong chúng ta sẽ luôn luôn nghĩ rằng là tôi sẽ còn sống, và đôi khi nghĩ còn sống rất lâu nữa, nhất là khi tuổi của mình mới có 20, 30 hay 40, lên tới 50 thì mình nghĩ thôi bây giờ nửa đời người rồi. À, quý vị thấy không? 50 nửa đời người, tức là mình còn chờ đợi sống thêm 50 năm nữa. Cho nên là trong cái đầu của mình đó, mình luôn luôn có khái niệm rằng tôi sẽ sống rất lâu, tôi còn rất nhiều thời giờ để mà tu tập.
Và đây là cái yếu điểm trong cái suy nghĩ của chúng ta. Mặc dầu chúng ta cũng chấp nhận là chúng ta sẽ chết, chết là một điều chắc chắn, và chúng ta đọc những cái bài kệ, những bài kinh về nói về sự vô thường, bị chết, nhưng mà khi áp dụng lên tự thân thì điều này hầu như chúng ta không áp dụng, chúng ta quên, vì chúng ta nghĩ rằng tôi đang làm những cái việc rất là có giá trị, làm những việc rất là cần thiết, vân vân và vân vân, rồi chúng ta để cái thời gian nó cứ cứ trôi qua như vậy. Cho nên chúng ta cần phải học biết tư duy về chết, đó là cái điều đầu tiên mà chúng ta phải phải hiểu. Thì ở đây nó có hai cái khía cạnh được đặt ra. Thứ nhất đó là cái ưu điểm khi mà chúng ta biết được rằng là mình sẽ chết một cách chắc chắn, một cách chắc chắn, và cái khuyết điểm là khi là chúng ta quên là mình sẽ chết. Thì chúng ta khi mà không có thường nghĩ về rằng tôi sẽ chết thì nó sẽ đưa đến bốn cái điều. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy cái điều bất tịnh cho nó sẽ là thanh tịnh. Thứ hai là chúng ta lấy cái khổ để làm vui. Thứ ba thì đối với những cái pháp vô thường thì chúng ta chấp là nó thường còn. Và thứ tư là vô ngã thì chúng ta cho là có tự ngã. Đó là bốn cái lỗi lầm này nó sẽ xuất hiện trong trong dòng tâm thức của mình. Bởi vì tất cả nhận định của chúng ta đó nó được thiết lập trên cái kinh nghiệm sống của bản thân mình. Mặc dầu chúng ta có thể học về một cái lý thuyết như vậy, nhưng mà khi cái lý thuyết này chưa được chứng minh bằng cái sự sống của chúng ta, bằng cái kinh nghiệm của chúng ta, thì đối với chúng ta nó vẫn là một cái lý thuyết thôi, chứ nó không có đi sâu được vào trong cái dòng tâm thức của mình. Và đôi khi thì mình còn nghi ngờ, mặc dầu là một phương diện thì mình tin bởi vì nó được dạy ra như vậy vân vân, nhưng mà một phương diện khác thì chúng ta vẫn còn có sự nghi ngờ sâu ở trong cái tiềm thức của mình. Cho nên chính vì vậy chúng ta không có tiến bộ được trong sự tu tập. Thì thế nào nói rằng là lấy cái sự bất tịnh làm thanh tịnh? Chứ tịnh ở đây tức là cái tâm của chúng ta nó trong sáng và nó vắng lặng. Trong sáng và vắng lặng thì chúng ta thấy thật sự thì sinh hoạt của mình là không có trong sáng và vắng lặng chút nào hết, vì nó đang bị chi phối bởi rất nhiều thứ phiền não, nó bị khởi động bởi rất nhiều cái phiền não, và cái hoạt động của chúng ta theo đó mà nó cũng cập rập, nó xôn xao, nó náo động, nó không có bình lặng. Do đâu chúng ta hiểu được điều này? Bởi vì khi chúng ta thấy cái kết quả xuất hiện, đôi khi mình nghĩ ô tôi rất là thanh tịnh, tôi rất là trong sáng, tôi rất là bình lặng, nhưng mà tại sao cái kết quả nó lại là phiền não và trộn rộn và lăng xăng? Thì mình nói ô cái đó không biết tại sao nữa, tại sao nó kết quả nó thành phiền não và lăng xăng trong khi tôi thế này? Điều này sẽ không xảy ra. Do nơi quả mà chúng ta có thể đoán được cái nhân. Điều này là Đức Phật đã nói như vậy rồi. Và do nơi nhân mà chúng ta cũng có thể hiểu được cái quả đưa đến. Thành ra khi mà chúng ta nghĩ tôi đang tạo cái nhân này mà tự nhiên nó xuất hiện một cái quả khác đi, thì mình biết rằng cái nhân của mình nó đã có vấn đề. Có thể là cái chánh nhân nó ok, nó đúng, nhưng mà những cái phụ duyên chung quanh đó đó nó tác động vào nó bị lệch lạc. Thì lúc bây giờ chúng ta phải điều chỉnh để cho cái quả nó thành tựu giống như chúng ta muốn. Mà do đâu như vậy? Tại sao nó xảy ra như vậy?
Bởi vì do chúng ta không biết rằng tôi sắp chết đây, tôi đang chết đây, cho nên chúng ta plan là rất nhiều thứ, chúng ta dự định rất nhiều thứ, chúng ta muốn đạt được rất nhiều thứ. Và tất cả những cái này nó cản trở cái dòng tâm thức của chúng ta. Mà cũng vì như vậy cho nên chúng ta lấy những cái pháp khổ mà Đức Phật nói đây là khổ, và chúng ta cho rằng nó là vui. Nó là vui. Chẳng hạn như bây giờ mấy đứa trẻ nó chơi game, nó bấm game nó chơi, thì rõ ràng đối với những đứa trẻ đó là vui. Đó là vui. Nhưng mà chúng ta là những người lớn hơn, chúng ta lớn tuổi hơn, mà chúng ta nhìn chúng ta nói tại sao con lại đắm chìm ở trong đây, đây là khổ đó con, nào còn phải trả tiền điện nè, rồi nó hại mắt nè, rồi con ăn uống không có đều nè, nó hại sức khỏe con nè, vân vân và vân vân. Thì tất cả những cái đó là những cái nhân mà đưa đến bệnh tật vân vân tương lai. Mà quả là bệnh tật là phiền não thì nhân là phiền não, cho nên đó là phiền não. Nhưng mà những em trẻ đó nó sẽ thấy đây là vui. Chúng ta cũng vậy thôi. Đối với những sinh hoạt của chúng ta hiện tại, chúng ta thấy vui. Mình buôn bán, mình thấy vui. Mình đi hát văn nghệ, mình thấy vui. Mình vân vân, đủ thứ chuyện mình thấy vui. Nhưng mà rồi tương lai nó sẽ dẫn đến cái gì? Mà chư Phật, chư Bồ Tát thì nhìn nói trời ơi mấy cái người này làm cái chuyện gì đâu không à, tự dưng chuyện khổ đau như vậy mà lấy làm vui. Đó vì chúng ta chạy theo những cái điều không có đúng. Cũng giống như mạng sống của chúng ta như vậy đó. Nó đang chết, đang chết, đang chết, đang chết. Nhưng mà chúng ta lại không có để ý. À, chư Tổ nói gì? Chư Tổ nói rằng khi mà thần thức của bạn vừa nhập vào thai là bạn đã lấy một cái tật niệm đối với tử thần. Bởi vì cuối cùng cái người mà bạn sẽ đi gặp trong cái hiện hữu này của bạn đó là thần chết. À, tật niệm này có thể cho dài một chút hoặc là có thể cho ngắn một chút, nhưng mà chắc chắn là chúng ta đang đi gặp tử thần. À, điều này chúng ta phải thường nhắc nhở chúng ta. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là chúng ta phải thường nhắc nhở là hôm nay tôi sẽ chết, không phải ngày mai, không phải ngày mốt, mà là hôm nay. Không phải là tối nay, không phải là chiều nay, mà có thể trong vòng 5-3 phút sau thôi. Đang mạnh mẽ như vậy, nhà máu nó nhồi lên trên đầu, tim nó bóp không có đủ hay gì đó, lăn cái đùng ra chết thôi. Rất là đơn giản. Thì dĩ nhiên chúng ta có thể nói rằng ô những cái điều này là đối với những vị hành giả thôi, chứ còn chúng con là những người đang sống, đang làm ăn, đang sinh hoạt như người tại gia, thì nếu mà suy nghĩ như vậy thôi, hết làm ăn hết gì hết, thì điều này cũng đúng chứ không phải sai. Dĩ nhiên đối với những người cư sĩ tại gia, mà nếu quý vị nghĩ được như vậy thì tất cả sẽ đi tu tập hết. Không ai mà chạy đôn chạy đáo trong cuộc đời này cả. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết được rằng những điều này các tổ dạy là để khuyến tấn cho chúng ta tu tập, không ngoài cái gì khác. Cuộc sống dĩ nhiên là nó cần thiết chứ không phải không. Nhưng mà một khi chúng ta là một người Phật tử thì cái cuộc sống nó cần thiết ở vị trí thứ hai, mà sự tu tập là cần thiết ở vị trí đầu tiên. Chúng ta đừng có làm ngược lại. Nếu chúng ta làm ngược lại thì mình càng ngày sẽ càng rời xa cái địa vị Phật tử của mình. Và đây cũng là lý do mà tại sao càng ngày thì cái giáo pháp của Đức Phật hay là cái năng lực của Pháp nó càng yếu đi ở trên cái thế giới này. Vì chúng sanh, vì con người càng ngày càng ít hướng đến sự tu tập hơn và hướng đến thế gian thì nhiều hơn và mạnh hơn. Đó là cái lý do mà tại sao đưa đến cái mà chúng ta gọi là mạt pháp. Gọi là mạt pháp.
thì chúng ta phải hiểu được cái những cái điều này để mà chúng ta mới bỏ đi cái việc là chểnh mảng đối với sự kiện là mình phải thường nghĩ về cái chết, thường nghĩ về cái chết của bản thân. Thứ hai là nếu mà khi mà chúng ta thường nghĩ về cái chết đối với bản thân như vậy đó, thì chúng ta sẽ tinh tấn hơn, chúng ta sẽ cố gắng hơn, chúng ta sẽ hiểu hơn về những cái lý mà Đức Phật dạy. Giả sử như căn bản là lý vô thường đi, lý vô thường, các pháp đang diễn đạt cái bài pháp vô thường này trước mắt chúng ta rất là rõ ràng. Một cái lá trên cành rơi xuống, bây giờ nó là mùa thu, bây giờ mùa xuân thì một cái chồi cây nó đâm ra khỏi từ từ cây khô, vân vân, tất cả đó là bài pháp của vô thường. Chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không cảm được, chúng ta không nhận biết. Vì sao? Vì chúng ta không thấy ngay cái sự vô thường trên tự thân. Khi nào chúng ta thấy được sự vô thường trên tự thân thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái vô thường chung quanh chúng ta. Vì tất cả những cái gì đang xảy ra chung quanh chúng ta cũng đều là phản ảnh lại của tự thân. Mà điều này chúng ta không có nhận biết một cách rõ ràng. Chúng ta cứ nghĩ môi trường là môi trường và tự thân là tự thân. Thành ra bây giờ mới phải gì đó đi bảo vệ môi trường nữa, ha. Đủ thứ chuyện đó. Vì bây giờ mình thấy ôi sao mà qua môi trường mình bệnh mà không biết rằng chính mình là nhân tố để làm cho môi trường hư hoại, rồi môi trường mới phản ứng lại nơi tự thân của chúng ta. Cho nên chính cái tâm thức của chúng ta chiếu ra môi trường và môi trường chiếu lại vào trong tâm thức của chúng ta. Thì cũng giống như vậy, khi chúng ta biết rõ ràng về cái chết và chúng ta luôn luôn thường nghĩ về cái chết như vậy đó, thì giống như Đức Phật dạy ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài nói rằng là trong tất cả các mùa thu hoạch thì vụ gặt mùa thu là quan trọng nhất, trong các dấu chân thì dấu chân voi là to lớn nhất, trong tất cả sự hiểu biết thì sự hiểu biết về vô thường và cái chết là cao cả nhất, bởi vì với điều ấy ngươi loại bỏ được sự chấp thủ vô minh và tự ngã của ba giới. Thật ra chúng ta đều học pháp và chúng ta đều học về vô thường, chúng ta học về vô ngã, chúng ta học về chấp thủ, chúng ta học về các chướng vân vân. Nhưng mà tất cả những cái pháp này nó không thâm nhập được vào trong tâm của chúng ta, bởi vì chúng ta không thấy được cái vô thường của tự thân thôi. Chúng ta không thấy được rằng mỗi một sát na đi qua là chúng ta đến gần với thần chết một sát na, và chúng ta cũng không có thường niệm điều này nữa. Có những vị cho rằng thật sự thì cái mà niệm chết như vậy đó, nó chỉ cần thiết lúc ban đầu thôi, nó cần khởi lên lúc ban đầu để cho mình tinh tấn, mình tu tập thôi, rồi sau đó không cần khởi nữa. Hoặc là lâu lâu mình nhắc như vậy để mình ráng mình tinh tấn. Nhưng mà những vị hành giả thì nói rằng không, đây không phải đơn thuần chỉ là một cái khởi cái động cơ khởi đầu để làm cho chúng ta tu tập, mà nó chính bản thân nó là một cái bài pháp, chính bản thân nó là một cái pháp tu, mà chính bản thân nó là cái động cơ chánh nhất để cho chúng ta đạt được giải thoát. Vì khi mà chúng ta thấy được vô thường của tự thân thì lúc bây giờ pháp sẽ đến trong tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta học và đọc những cái bài ở trong Trưởng lão Tăng Kệ hay là Trưởng lão Ni Kệ thì chúng ta biết được đời sống của các vị thánh giả thời Đức Thế Tôn. Và ai nếu ai mà làm thống kê thì sẽ thấy rằng 95% các vị đệ tử của Đức Thế Tôn lúc bây giờ đều chứng được A-la-hán qua cái sự thấy vô thường.
Khi mà các vị đã thấy chứng được vô thường nơi tự thân thì thấy được pháp và chứng A La Hán ngay ngày đó. Thành ra cái mà nhận biết vô thường, nhận biết cái chết rất là quan trọng. Thậm chí là khi mà chúng ta ngồi tu tập quán niệm hơi thở thôi, mình hít vào thở ra, hít vào thở ra, thì có thể chúng ta sẽ coi đó như là concept, một cái bài tập hít thở vậy thôi, để cho tâm mình nó lắng động xuống hay này nọ vân vân. Nhưng mà những bậc hành giả khi mà học về cái pháp vô thường thì các vị sẽ thấy được mạng sống của mình đang theo hơi thở mà giảm dần. Một hít vào để gọi là tiếp tiếp tế cho cái cơ thể này chút năng lượng, nhưng mà sau đó rồi thở ra, hai phần năng lượng sẽ mất đi ra khỏi cơ thể. Cứ như vậy năng lượng giảm dần theo mỗi hơi thở. Và khi vị hành giả nhận biết được rằng vô thường đang theo hơi thở của mình mà đến, thì vị này có thể chứng được cái pháp ngay trong cái vấn đề quán niệm hơi thở, không phải đi vào cái pháp nào quá sâu. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà chúng ta không có một cái ý niệm về vô thường trước đó thì chắc chắn vị này sẽ không hiểu được cái vấn đề này và không chứng được cái vấn đề này. Chỉ khi chúng ta biết như là Đức Phật dạy, mạng sống đang giảm dần, thì lúc bấy giờ chúng ta mới quán chiếu nó và chúng ta đạt được cái điều này. Cũng như là Đức Phật dạy ở trong kinh Niết Bàn mà chị đã nghe rồi. Hoặc là trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật cũng dạy cho chúng ta quán chiếu quốc độ nguy thí tứ đại khổ công, tức là cái quả địa cầu này nè. Nhiều khi mình nói quốc độ là nhỏ, là cái đất nước của mình, nhưng mà thật sự thì nói về cái quả địa cầu này, quả địa cầu này nó đang có nguy cơ sụp đổ. Càng ngày cái symptom, cái biểu tượng của cái sự sụp đổ này càng nhiều ra. Động đất, bão lụt, gió lốc, vân vân và vân vân đang xảy ra khắp nơi. Núi lửa phun trào, tornado, sóng thần xuất hiện. Thì rõ ràng quả địa cầu đang bị tiêu diệt, đang sắp tiêu diệt. Và mạng sống của chúng ta thì rất là mong manh, rất là mong manh. Chư Tổ nói rằng có rất nhiều điều đang đe dọa cái mạng sống của mình, nhưng mà rất ít điều đang bảo vệ cái mạng sống của mình. Mình ăn đồ ăn, mình cứ nghĩ ăn là đang nuôi cái mạng sống này, nhưng mà gạo thì xịt rầy, rau thì xịt sâu, đậu hũ thì đậu gen manipulation, thạch cao thì toàn là hóa chất, dầu thì không biết tiết ra từ đâu nữa, biết đâu từ từ dầu lửa. Rồi thì đủ thứ, nên tất cả là mình nói ủa, cái mà mình cho rằng đang đang ăn vào để mà nuôi cơ thể này toàn là độc tố để giết cơ thể này không. Rồi nước uống cũng vậy, nói xin lỗi chứ dân Hanover là toàn không có còn đỡ nè. Hanover thì có còn cái ở trên dài skitter ha, trên đó nó có cái water quê là nó chảy xuống, nhưng mà xa một chút, giả sử như Frankfurt đi, Frankfurt, dân Frankfurt toàn là uống nước lọc lại không anh. Mình thảy ra cái gì xong cái nó lọc lại, cái nó thảy lại cho mình. Những cái nơi mà không có núi, không có những nguồn nước sạch nó cung cấp thì như vậy. Cho nên là chúng ta thấy từ nước uống cho tới đồ ăn,
cho tới những thứ mà mình sử dụng trong đời sống hơi thở, cái không khí mình hít thở cũng vậy thôi. Bây giờ mình ngồi xà phẩm ở đây vì 2 năm rồi nó qua rồi mình quên rồi nhưng mà nó thì cũng còn lăn tăn đầy ở trong đây hết. Chỉ cần mình yếu yếu một chút là nó dập thôi. Mà không phải là chỉ có một con đó, mà nó vô số loại virus, virus nó đang bay tùm lum. Cho nên những yếu tố mà đe dọa mạng sống của chúng ta thì rất là nhiều, kể không hết. Chúng tôi biết là hồi xưa đó, đây lâu lắm rồi, có một cái gia đình đó, vì họ sợ tai nạn cho nên họ không dám cho con họ đi chơi gì trên đó, cứ hở nghỉ cái là họ cứ ở nhà họ ngồi họ coi tivi thôi. Nhưng mà cuối cùng có một cái xe hàng á, nó chạy ngang rồi lủi vô trong cái nhà đó, chết hết cả gia đình đó, bởi vì tai nạn mà. Cho nên là không có cái gì chắc chắn ở trên cõi đời này hết trơn á. Chúng ta đang ngồi đây mà bữa nào ông Putin ông bấm lộn cái nó rớt từ Hanover hay vì nó rớt Ukraine, nó rớt Hanover là mình cũng là xong thôi, rất là dễ không, hay là không phải ông Putin mà ông gì ở bên Ukraine đó, ông bấm thôi, vẫn bấm qua bên đây thì cho nên là rất là dễ xảy ra. Mà không phải hai ông này mà cả thế giới nó muốn bấm lúc nào nó bấm thôi. Chúng ta không có thể ngờ trước được đâu. Mà tất cả những điều này không phải là cái điều suy nghĩ để làm cho chúng ta bị tiêu cực, mà chúng ta nghĩ như vậy để chúng ta biết được rằng mình phải nỗ lực sống cho nó xứng đáng từng sát na một. Sống xứng đáng từng một sát na một không có nghĩa là mình tự dưng mình đi nhậu đi nhẹt đi này nọ ha. Có nhiều người họ quản lên cái họ cứ mở party suốt ngày, mà đối với Đức Phật hay là đối với giáo lý Đức Phật thì đó chính là khổ chứ không phải là vui. Mà chúng ta làm sao để đạt được sự an lạc từng phút từng giây, mà rồi trong cái an lạc này chúng ta hướng đến giải thoát, hướng đến Niết Bàn, thì lúc bây giờ cái đó mới chính là cái nhân của sự tu tập cho chúng ta. Và chúng ta khi mà chúng ta biết như vậy, tức là khi mà chúng ta biết rằng là mình nên quán niệm về cái chết như vậy, và chúng ta biết rằng khi không quán niệm về cái chết thì nó cũng có những cái hại như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta hỏi rằng làm cách nào để mình tập có được cái tri giác đối với cái chết này. Thì ở đây có ba điều để chúng ta thường xuyên tư duy về nó, để cho cái tri giác về cái chết nó xuất hiện ở trong dòng tâm thức của mình. Điều thứ nhất là chúng ta phải khẳng định 100%, không phải 100%, 500%, 1000% là chúng ta sẽ chết. Cái điều này nghe có vẻ giống như là dư thừa, bởi vì hỏi ai vậy ai cũng biết là chắc chắn mình sẽ chết thôi. Hỏi cô Diệu Tịnh, cô biết chắc cô sẽ chết không? Chắc phải không? Nhưng mà cái này chỉ chắc ở cái ngôn ngữ chứ chưa, hoặc là nhiều khi là nó lâu lâu nó khởi lên chút xíu thôi, chứ nó không chắc ở trong cái chỗ này, cái mà mình gọi là gut feel đó, cái mà cảm nhận đó, nó chưa xuất hiện, nó chưa xuất hiện ở trong cái sự cảm nhận rằng chắc chắn tôi sẽ chết. Trừ khi nào cô nhận được giấy của bác sĩ nói ra cô bị ung thư đoạn giai đoạn thứ không biết thứ mấy, thứ tư, thứ năm, thứ cuối ha, thứ cuối, thì lúc bây giờ cô nói ồ tôi chắc chắn sẽ chết. Mà lúc bây giờ cái mà tôi chắc chắn sẽ chết nó khác với bây giờ tôi chắc chắn sẽ chết. Vì lúc đó ông bác sĩ ông nói nên bữa nào về anh lén lén đó, ông bác sĩ nó lừa cổ đi viết cho cổ cái tờ giấy như vậy để cổ coi cậu cậu sẽ phản ứng ra sao. Chắc chắn sẽ chết. Cái điều này coi như vậy chứ nó quan trọng lắm. Khi mà chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta mới kiểm nghiệm được chúng ta muốn làm gì.
và chúng ta sẽ làm gì. Còn bây giờ thì mình nghĩ nếu mà tôi biết chắc là tôi sẽ chết thì tôi thế này, thế nọ, thế kia. Xin thưa, hoàn toàn không có cái gì khẳng định được cả. Chúng ta sẽ rất là bất ngờ nếu mà mình bây giờ mình thâu băng lại hết tất cả những cái gì mà mình dự định nghĩ rằng khi tôi biết chắc tôi chết tôi sẽ làm, và đến khi mà nó thật xảy ra và mình làm, có thể là ai mà hên lắm hay là cái tâm trí mà gọi là vững thì có thể được 50%, còn phần đông là sẽ làm khác hết trơn á, làm khác rất nhiều. Rồi điều thứ hai là chúng ta phải cũng tự nhắc nhở không biết khi nào mình chết. Một phần là mình khi mà mình đã biết rằng tôi chắc chắn sẽ chết rồi thì nó bây giờ không biết khi nào chết, có thể là một hồi nữa chết, hay là có thể ngày mai chết, hay là có thể ngày mốt chết. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng là chúng ta có thể Darafelas, tức là sao, không Darafelas, không có thể tin tưởng ha, không có thể tin tưởng rằng là không phải là hôm nay tôi sẽ chết mà ngày mai tôi mới chết, không có thể tin tưởng như vậy được, mà là mình phải chắc rằng chẳng thà tôi tin rằng tôi sẽ chết một hồi nữa đây hơn là ngày mai mới chết, để tất cả những điều gì tôi cần làm tôi sẽ làm ngay bây giờ, chứ tôi không có đẩy nó đến ngày mai. Giống như là hồi nãy khi chúng ta đã nghe, khi mà chúng ta không tin vào sự chết hay là không hiểu về sự chết thì đưa đến cái sai lầm và chúng ta cứ đẩy đẩy cái sự tu tập, đẩy những việc mà cần thiết cho tương lai. Hôm nay mệt quá, sinh hoạt với mấy em mệt quá, buồn ngủ quá, cho nên thôi để ngủ đã, rồi mai mai tu tập thì cũng chết luôn, trong lúc ngủ đứng tim ngọt thở cái gì đó chết. Rất nhiều chuyện xảy ra mà, rồi bà con còn nói ô người này chết tốt quá. Xin thưa chẳng tốt chút nào hết trơn, bất đắc kỳ tử. Trong lúc ngủ không biết niệm Phật, không biết hướng về Phật, mà lúc đó chỉ có cái niệm cái mệt rồi ngủ rồi chết. Nên là không phải niệm Phật mà chết, mà niệm mệt mà chết. Mình nghe em thấy mắc cười phải không? Nhưng mà rất nhiều vị rơi vào những cái trường hợp như vậy, mà rất là đáng buồn, bởi vì chúng ta không cần thiết phải bị như vậy. Nhưng mà rõ ràng khi chúng ta biết rằng có thể khi ngủ tôi sẽ chết, thì trước khi ngủ chúng ta chuẩn bị hướng tâm đến Đức Phật, hướng tâm đến chư Phật, hướng tâm đến sự vãng sanh, niệm danh hiệu của Đức Phật rồi mình chết hên thì mình chết thiệt, xui thì ngày mai thức dậy phải làm việc tiếp. Bởi vì chúng ta là Phật tử thì chúng ta biết cái này đâu có phải là cái vĩnh cửu, cái này đâu có phải là cái mà chân thật. Chứ không phải mà nói ôi xui quá tôi chết rồi. Nếu mà xui quá tôi chết rồi thì biết rằng người này không phải là Phật tử chân chánh rồi. Mà đối với thế gian thì họ sẽ thấy rất là kỳ cục, tại sao thì vậy? Cứ sống kỳ vậy. Cho nên cái đạo với cái đời đôi khi nó rất là khác biệt, nó rất là khác biệt ở cái điều này. Và thứ ba đó là chúng ta phải xác định được một cái việc rất là quan trọng, có thể nó là quan trọng nhất trong ba điều, đó là khi mà chúng ta chết thì không có bất cứ một cái gì chúng ta có thể mang theo được, hoàn toàn không có. Và cũng không có ai có thể giúp đỡ chúng ta được. Chúng ta không có nói ô bây giờ tôi có một triệu ở trong nhà băng nè, thằng chết tới hối lộ đi, tao lấy 1 triệu đi cho tôi sống thêm 3 năm. Chuyện đó không có, phải không? Bạn bè mình không giúp được mình, bác sĩ mà giỏi nhất đi chăng nữa, lúc mà mình tắt thở thì ổng cũng thôi ký giấy, ông ký giấy tử cho mình thôi, nhìn đồng hồ mấy giờ ngày mấy người này chết rồi. Cho nên chúng ta phải xác định rằng vào thời điểm đó, vào lúc đó chỉ có sự tu tập mới giúp đỡ được cho chúng ta, mà sự tu tập này không phải xảy ra ngay lúc đó,
Cái sự tu tập mà lúc đó nó diễn ra đó là bởi vì trước đó, tức là bây giờ chúng ta đang làm cái việc tu tập này, chúng ta đang huấn luyện cái tâm thức của chúng ta trong cái dòng tu tập này. Chúng ta thường xuyên lặp đi lặp lại, giả sử như nó là quán niệm về cái chết, là tôi thấy rằng tôi đang chết, tôi thấy rằng tôi đang chết. Cho nên lúc mình chết may quá, tôi có kinh nghiệm về đang chết rồi, bây giờ tôi chết thôi, cứ đơn giản là chết thôi. Tôi thường quán như vậy rồi mà, ô dễ quá. Cái gì đây, hỏa đại rời khỏi cơ thể, bắt đầu lạnh 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 lạnh, ồ lý thú quá. Rồi nghe là phong đại rời khỏi cơ thể, nó nhẹ dần nhẹ dần. Thì ra là vậy. Chứ mình không phải ôi thôi làm sao bây giờ, chân lạnh tay lạnh, không cử động được, giúp tôi giúp tôi. Lúc bây giờ cái thái độ của mình khác hẳn, vì mình đã chuẩn bị trước, mình tập trước, mình biết trước, cho nên khi mà nó xảy ra thì nó giống như là một cái kinh nghiệm thêm thôi. Giống như là quý vị tập leo núi đi, ngày nào cũng ra cái tường, anh nói vào chỗ nào ha, chỗ nào mà nó có cái tường mà để mấy người họ leo núi họ chơi đó, buộc dây họ leo, thì họ leo quen rồi, thì khi mà họ được lên tới Everest họ leo chẳng hạn, thì họ sẽ cảm thấy rất là lý thú. Chúng ta mà bắt lên lên Everest đứng đó là mình la làng, trời sao bỏ tôi đây làm sao, tôi sợ quá, rớt xuống làm sao. Thì đây là cái trạng thái tâm thức của chúng ta, nó sẽ như vậy. Thành ra chúng ta phải khẳng định liền, chỉ có sự tu tập mới có thể giúp đỡ chúng ta trong giờ phút lâm chung. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải tập tu, tập tu. Giống như Đức Phật cũng nói nè, cái này Nikaya nha, trong kinh Tiểu Bộ, Tiểu Bộ Buddha Nikaya, Đức Phật nói nếu tất cả các vị Phật, các vị Bích Chi Phật và các đệ tử Thanh Văn đều rời xa thân thể họ thì có thể nói gì về thân phàm phu, bất kể quý vị ở đâu thì cái chết cũng sẽ đến. Đức Phật cũng bỏ lại thân của ngài khi mà ngài nhập niết bàn ở Kautina. Các vị Bồ Tát cũng vậy, các vị thánh đệ tử cũng vậy, thì mình cũng vậy thôi. Cái thân này mình cũng sẽ bỏ lại, tiền bạc mình sẽ bỏ lại, tài sản bỏ lại, người thân bỏ lại, bạn bè bỏ lại, danh vọng bỏ lại, vân vân, tất cả không có cái nào mang theo được hết á. Không phải là tự dân mình bây giờ mình là ông này bà nọ, cái mình chết cái thần chết sự sự mình tốt hơn, điều này không có, không có. Trừ khi quý vị đưa đưa cái bằng Phật tử quý vị ra đem theo được không? Không được phải không? Cái bằng Phật tử cũng không đem theo được, cho nên không đưa ra được. Chỉ có cái nghiệp của mình là mình đưa ra được thôi, và tự động nó sẽ dẫn mình đi. Thành ra chúng ta phải phải thấy được điều này, để mình có một cái cách sống và cách xử lý nó đúng đắn đối với cái chết như vậy. Thì thật ra thì trong kinh nói rất nhiều về về cái vấn đề mà mạng sống của chúng ta, nói về cái vấn đề cái chết của chúng ta, nói về vấn đề tái sanh của chúng ta, hoặc là vấn đề mà khi mà chúng ta chết đi sẽ không có một cái gì giúp đỡ cho chúng ta được cả. Thì cái này là chúng ta học nơi kinh Bát Đại Minh Giác, nhưng mà chúng ta đã nghe kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn, kinh Tiểu Bộ Kinh, hoặc là trong Pháp Cú, hoặc là trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, vân vân, đều có những cái nội dung để giúp cho chúng ta quán niệm về cái điều chết này. Thì cái lý thuyết đó, nó rất là đơn giản, nhưng mà quan trọng là cái điều thực tập của chúng ta. Thực tập làm sao để cho chúng ta khẳng định được điều này, chứ không phải là
nó cứ là một cái lý thuyết không thôi. Bởi vì khi mà chúng ta có kinh nghiệm rồi đó thì nó mới khác được, nó mới khác được. Giống như là bây giờ chúng ta nghe mấy vị kể, nghe vị kể là giả sử khi mà mình đi trên sa mạc, mình đi trên sa mạc rồi lúc mình khát nước thì mình tưởng tượng mình cắn vào một trái chanh một cái cho nước miếng nó trào ra và lúc bây giờ mình sẽ hết khát. Thì ok, mình cũng chấp nhận cái lý thuyết này, bởi vì bây giờ mình tưởng tượng mình cắn một trái chanh một cái thì cái gì đó, cái tiết nước bọt của mình nó cũng co lại và nó bơm nước miếng ra. Nhưng mà chúng ta không cảm nhận được cái sự bớt khát giống như là khi mà mình trên sa mạc. Cho đến một bữa nào mình bỏ quên nước ở nhà, mình không có đem nước theo, mình hết tiền, mình không có tiền để mua nước mà mình đi ở ngoài phố khát nước quá không biết làm sao. Lúc bây giờ mình nhớ lại cứ cắn trái chanh cái đi. Cắn trái chanh cái đi. Thì lúc bây giờ cái mà nước bọt nó tiết ra và nó làm giảm đi cái cảm giác khát của mình nó xuất hiện. Lúc đó thì ra nó là như vậy nè, nó là như vậy nè. Một cái lý thuyết rất là đơn giản, nhưng mà một khi chúng ta chưa thực nghiệm được thì luôn luôn cái hiểu biết của chúng ta đối với vấn đề này sẽ không trọn vẹn, không trọn vẹn, và luôn luôn nó là một cái tưởng thôi chứ nó không là một cái thật. Ngày nào chúng ta cũng chết, giờ nào chúng ta cũng chết, sát na nào chúng ta cũng đang chết, nhưng mà chúng ta không quán niệm về nó, chúng ta không cố gắng nắm bắt nó thì chúng ta sẽ không hiểu được. Ở đây có ai thử lặn tập nín thở dưới nước chưa? Ở đây tập nín thở dưới nước có không? Quý vị nào bữa nào về tắm trong hồ cũng được, chùi đầu xuống dưới rồi nín thở, tức là mình nín thở được bao lâu, ráng khi mà quý vị không thở được nổi nữa thì ráng thêm một chút nữa, ráng thêm một chút nữa, và quý vị hãy ráng cố gắng cảm nhận cái cảm giác lúc bây giờ, cái cảm giác mà cơ thể này nó muốn sống tiếp tục, ý niệm muốn sống tiếp tục nó khởi lên ở trong cái tâm thức của mình, và một cái sự sợ hãi nó len lỏi và nó xuất hiện, nếu mà mình còn thêm một chút nữa mình sẽ chết. Mình nên cảm nhận được hết tất cả những cái gì có thể xảy ra thì lúc bây giờ chúng ta mới hiểu được mạng sống của mình nó mong manh đến mức độ nào, mong manh đến mức độ nào. Mà lỡ lúc bây giờ mình đang thử như vậy đó mà nó bị cramp, tức là tiếng Việt là gì, bị giọt bẻ hả, giọt bẻ tay, giọt bẻ chân, giọt bẻ mình không trồi lên khỏi cái bồn nữa đó, bồn nước tắm thôi chứ không phải là bồn bơi đâu, bồn nước tắm thôi mà nó cứng người, cái là lúc bây giờ nó khủng hoảng đến mức độ nào. Và lúc bây giờ chúng ta có thể kiểm nghiệm được mình đã có tu cỡ nào. Rất là dễ, không có đâu xa đâu. Hoặc là bữa nào mình chơi mình cứ bóp mũi, tự bóp mũi thử nha. Quý vị hít vô cái nín thở thôi nè, nín 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 rồi mình coi thử có cái điều gì nó xảy ra ở trong cái tâm thức của mình. Đó. Cái sự khao khát hít vô trở lại nó xuất hiện như thế nào, hay là thở ra, khao khát thở ra, đôi khi mình hít vô thì nó tức ở ngực. Hôm trước mới vừa đi làm răng nè, chúng tôi đi làm răng mà không biết là sao mà ở giờ họ cứ ngửa ra mà hả miệng là nó không có thở được, không thở được, nên bác sĩ cứ làm một họ nó không có thở nữa thì phải giơ tay để xin phép bác sĩ ngóc đầu lên để thở. Thì rõ ràng như vậy thôi, nên mạng sống của chúng ta rất rất dễ xảy ra vấn đề. Đi xe hơi bị nó đụng cái rầm, mình không đụng ai, mình chạy rất cẩn thận ta đụng mình. Máy bay mình ngồi mình chơi trên máy bay thôi, rồi máy bay tự động nó rớt. Nhiều khi mình không đi trên máy bay mà đi dưới đất nó rớt trên đầu mình. Nên mình nói ô, tôi là sống safe lắm, sống secure lắm, tôi barrier hết rồi. Nhưng mà không có cái gì barrier được hết trơn. Thằng chết là nó muốn đi tới đâu cũng đi à. Quý nhân
Không có quý nhân nào mà cứu được cái chết hết trơn đó. À, cái ông thần chết đó ông có quyền lực hơn tất cả quý nhân. Bởi vì nó là một cái duyên, một cái gì đó, một cái nhân quả tự nhiên rồi. Không có cái gì mà nó vượt qua khỏi cái nhân quả tự nhiên hết. Giống như là bây giờ mưa cái gì đó, nước bốc hơi lên thành mây, mây trôi đến gặp cái chỗ lạnh thì nó thành mưa, nó rơi xuống. À, thì đó là một cái pháp tự nhiên. Bây giờ mình muốn cản trở cái pháp tự nhiên này thì mình phải đưa một cái năng lực lớn hơn cái năng lực mà đang xuất hiện ở trên đó. Giả sử như phải bắn một cái, mấy người họ bắn cái gì đó, bắn racket lên trên đó thiệt nóng để cho nó là cho nhiệt độ cho nó tăng thì nó không rơi xuống được. Nhưng mà cái năng lượng nó lớn cỡ nào để mà nó quân bình lại cái đó, hay nó vượt qua cái đó. À, thì mình coi cho đó, để mà quý nhân phù hộ đó mình phải tu cỡ gì để nó vượt qua được cái năng lượng mà của thằng chết, hay cái chết ấy, nó cần một cái năng lượng như thế nào để quân bình được cái đó. Dĩ nhiên nó có những cái phước, những cái phước để mà nó giúp chúng ta vượt qua những cái giai đoạn mà đúng ra mình phải chết. À, nhưng mà cái này mình cũng không có thể ra phải nữa, không có thể gọi là tin tưởng hoàn toàn. Không phải tin tưởng hoàn toàn bởi vì nó phi nhân quả, mà không thể tin tưởng hoàn toàn bởi vì chúng ta không biết được cái nghiệp và cái phước của chúng ta nó lớn hay nó nhỏ ở nào. Để mà chúng ta tạo một cái năng lượng tương đương hay cái phước tương đương, cái điều này mình không có nắm nắm rõ. Ngay cả thời thế kỷ thứ 10, thứ 10, 11, 11, Ngài Atisha đã nói rồi, nói, trong thời đại bây giờ, tôi thấy chỉ còn có hai vị thấy rõ được vấn đề nhân quả. Thì huống chi tới bây giờ mình sau ngày một chục thế kỷ nữa thì nhân quả mà mình thấy là nhân quả của trẻ con, nhân quả của physics, của vật lý, chứ không phải là nhân quả của tâm linh. Nhân quả của tâm linh chúng ta không có thấy được bởi vì cái kiến của chúng ta nó bị bế tắc. À, cho nên chúng ta phải thường xuyên quán chiếu. À, quán chiếu để mà chúng ta đạt được điều này. Thì và quý vị đã nghe rồi, cái cơ thể của chúng ta rất là mong manh. Cũng không ai giúp được mình khi mà mình chết đó, thì đó là những cái điểm mà chúng ta phải thường xuyên lập luận để mà chúng ta đạt được cái vấn đề này. Không bạn bè không có giúp được mình khi chết, tài sản không giúp được mình khi chết, ngay cả cái thân thể này cũng không giúp được mình khi chết, nó là một cái điều chắc chắn. Thọ mạng thì không chắc chắn, có người sống 10 năm, có người sống 100 năm, nhưng mà nhiều lắm thì chắc bây giờ tới 120 năm, 130 năm là hết rồi. Ở đây có ai sống 150 năm chưa? Chưa nghe phải không? Hay hình như cái người mà sống lâu nhất ở thế giới này là ai? Dạ, ai? Biết không? Dạ, đúng rồi, xưa ông Bàn Tổ sống đời mấy năm? 800 tuổi thọ, nay thời còn đông. Không? Ông sống lâu như vậy mà ông chết rồi. Mà đó là ông Bành Tổ nên mình không biết là ông là nhân vật nào huyền thoại hay là nhân vật thần nữa. Thế mà cho là thần tiên cũng sao. Nhưng mà ông cũng chết rồi. Huống chi là mình chỉ có 100 năm tuổi thọ tối đa. Cho nên chúng ta phải quán chiếu điều này. Mình không biết là thọ mạng của mình sẽ bao lâu. Mình không biết cái nguyên nhân mà dẫn đến cái chết của mình là cái gì nữa, phải không? Ở đây có ai khẳng định rằng tôi sẽ chết già, hay là ai khẳng định rằng tôi sẽ chết vì bệnh, hay là khẳng định là tôi sẽ chết vì tai nạn?
Làm sao biết? Một hồi vô uống nước sạch chết. À, có câu thành ngữ ở Trung Quốc, họ có câu thành ngữ vậy đó. Đến lúc phước mà nó hết đó, uống nước sạch cũng chết nữa. À, chứ không phải là đợi cái gì mà ghê gớm. Mà thấy nước đâu có gì đâu mà sạch chết đó. Ừ. Cho nên chúng ta không có biết được cái nguyên nhân nào sẽ dẫn đến cái chết của tự thân. Chúng ta phải quán chiếu điều này. Dạ, và cái thời điểm là chúng ta sẽ chết là cái điều đó này đã nói rồi. À, rồi chúng ta phải quán chiếu rằng là chúng ta chắc chắn sẽ chết, rồi chúng ta sẽ mạng sống của chúng ta thì nó đang giảm dần theo từng phút từng giây từng sát na như vậy. À, và khi chết thì chỉ có sự tu tập mới có thể giúp đỡ chúng ta. À, đó là những cái điểm mà chúng ta cần ghi nhớ để mà chúng ta tu tập. Chúng ta khi mà ngồi xuống, quý vị ngồi xuống, trước khi quý vị niệm Phật thì mình tư duy về cái này để cho nó ăn sâu và biết rằng tôi đang chết, cho nên tôi phải vãng sanh đi. Không phải đợi ngày mai vãng sanh, ngày mốt vãng sanh, mà vãng sanh liền lúc này. Đức Phật hiện ra trước mắt, đi, đứng dậy đi theo liền. Chứ không có đợi, phải đợi, không, con chưa quên tắt bếp ga. À, không có chuyện đó. À, đứng dậy đi liền, không có vấn đề, vì mình biết chắc là tôi chết. Yeah. Thì cái đây là cái mà ai muốn tu tập là phải có cái ý niệm như vậy. Cho nên chắc tổ thiền đó mới nói rằng là muốn tu thiền thì phải khắc lên trên cái trán của mình chữ chết rồi mới hả tu, tức là phải luôn luôn ghi nhớ cái tôi đang chết chết như vậy đó, thì tu thiền nó mới mới thành công. Chứ tu thiền mà cứ nghĩ là một hồi tôi xả thiền ra tôi còn làm đủ thứ chuyện hết trơn á, thì cái tu thiền đó nó cũng rất khó đưa đến thành công. Vâng. À, thì đó là cái nội dung mà hôm nay chúng ta nghe cái bài pháp rất là ngắn, rất là đơn giản, dễ dễ hiểu và khó làm. Dễ hiểu và khó làm, nó đòi hỏi chúng ta một cái sự nỗ lực thật nhiều để mà nó có thể thành tựu ở trong cái dòng tâm thức của mình. Bởi vì chúng ta đã nghe ông Đài lặp đi lặp lại là tất cả các pháp của Đức Phật dạy đều là những thứ mà để cho chúng ta áp dụng, huấn luyện cái tâm thức của mình. Nó không thể hiện ra cái thân thể của mình, nó không thể hiện ra cái oai nghi của mình, nó không thể hiện ra cái danh vọng của mình, nó không thể hiện ra cái sự hiểu biết của mình, mà nó chỉ tồn động ở trong cái dòng tâm thức. Và cái dòng tâm thức nó hoạt động như thế nào thì cũng chính mỗi người chúng ta biết được mà thôi. Vì thời đại bây giờ cũng rất ít người có tha tâm thông, chỉ có cô hồn ngạ quỷ thì nó đọc được thôi, chứ còn người với người thì chắc đọc không ra. Cho nên quý vị mà gặp bạn bè cũng nói là tôi biết anh đang nghĩ về tôi thế này, tôi biết chị đang đang thầm chửi tôi như thế kia, thì thưa cái đó mình cứ rút lại đi, bởi vì mình sắp chết rồi không sao cả. Đó là những cái mà chúng ta có thể áp dụng trong trong đời sống của chúng ta để cho cái ý của chúng ta nó không duyên vào những cái phiền não, nó không duyên vào những cái uế trược, những cái mà gọi là chướng, gọi là vượt, để cho tâm của chúng ta nó mới trong sáng mà đón nhận được cái ánh sáng trí tuệ mà vốn dĩ không phải ở ngoài đến, mà từ ở trong tâm thức của chúng ta tỏa ra. Bởi vì chúng ta có khả năng này, có khả năng này. Dạ, thì còn nửa tiếng hả? Có ai muốn hỏi gì thêm không? Về cái đề tài này nè. Chứ còn đề tài khác thì hình như ngày mai có giờ hả? Dạ. Ngày mai có giờ cho hỏi lung tung. Không có giờ là hỏi theo đề tài. Đó không? Nếu không có thì sẽ nói một chút xíu thêm về cái vấn đề tâm thức. Vấn đề tâm thức và cái vấn đề
liên hệ với sự tu tập của chúng ta trong cái Pháp Đại Thừa. Pháp Đại Thừa. Thầy nghe thầy nói về câu hỏi đề tài này nhá, Dạ. thầy con nghe và con nhận thấy là có một cái phương pháp mà người ta luôn nhìn vào cái sắc đẹp và để thấy cái sự mà bề ngoài thì lâu 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 rồi cái sắc nó ta biết rồi để không còn cảm thấy là thương tiếc hay là muốn sống hoa hoặc là để thấy được cái sự hoàn toàn vô thường thì lúc đó mình mới phải ham luôn mình mới tức là cái cách này là một cái cách mà và rất là hiệu quả trong cái vấn đề mà và tiến thủ. Dạ vâng, thì đây là cái pháp mà Đức Phật cũng dạy gọi là cửu tướng quán, tức là chín cái tướng của chết, tướng sanh, tướng phòng, tướng nước chảy ra, tướng dòi bỏ vân vân, là chín cái tướng như vậy. Thì cái chủ yếu hay là cái mục đích trực tiếp của cái pháp này là tập cho chúng ta buông bỏ cái tham dục đối với thân, tham dục đối với tự thân, tức là cái thân xác này với thể xác, và tham dục đối với cái thể xác khác, là bởi vì cái thể xác nào cũng vậy thôi, cuối cùng nó cũng chướng lên, nó cũng nó cũng trước tiên là nó chướng lên trước, rồi cái nó bầm xanh, bầm đỏ, bầm đen đủ thứ hết, rồi nó bắt đầu da nó nứt ra, cái nước vàng nó chảy ra, rồi dòi bọ nó ra, vân vân. Đó là chính cái phép quán đó. Thì thời Thế Tôn có mấy trăm vị tỳ kheo cũng tu pháp này, và vì tu cái này nên các ngài thấy sao thân mình nó dơ quá, thân mình nó dơ quá rồi thôi mướn, tại vì học giữ giới rồi nên không tự giết mà thôi mướn người khác giết giùm giết giết chết. Cuối cùng thì Đức Phật mới dạy cái pháp quán kế tiếp, đó là quán xương trắng, bạch cốt quán, để mà thấy được rằng là trong cái bất tịnh đó, nó vẫn có cái thanh tịnh trong sáng. Cho nên chúng ta vẫn có thể quán phụ tưởng quán cho về cái chết như vậy, nhưng mà đôi khi á, mình chỉ thấy được cái sự bất tịnh ở trong đó mà ít khi thấy được như hồi nãy nói là tôi sẽ chết liền đây nè. Cái quan trọng ở đây là gì? Tôi sẽ chết rất nhanh. Cái mục đích của bài pháp này là tôi sẽ chết rất nhanh, không phải là ngày mai tôi chết, không phải là 4 tiếng đồng hồ nữa chết, không phải là 2 tiếng 1 tiếng nữa chết, mà có thể 5 phút sau tôi chết rồi, hoặc là không phải là 5 phút nữa mà bây giờ chết chết liền này. Chính bản thân chúng tôi cũng chưa tin nữa, cho nên còn nói lải nhải ở đây, chứ nếu tin là bỏ microphone xuống lên trên kia ngồi yên để mà tu liền, chứ không có câu giờ như mà, bởi vì nghĩ rằng là tôi cũng chưa chết, còn hồi tôi nói chuyện xong còn lên trên kia nói chuyện tiếp với quý thầy quý trà thì họ nói đây là một sự thật. Chúng ta phải thấy được mình đang bị cái gì nó ràng buộc, bị cái gì nó chi phối, để chúng ta mới cố gắng hướng đến. Chúng ta chưa được không có nghĩa là chúng ta không hướng đến ở trong tương lai. Mình phải tập, cái gì nó cũng phải tập hết trơn, ngay cả quý thầy cũng phải tập à. Nên đôi khi đang ngồi nói chuyện chơi vui gì đó nhưng mà chợt nhớ lại thôi mình sắp chết rồi, thôi ráng đi về đi để ngồi thiền chút xíu, lỡ thời mai mình chết nó mừng quá vì mình chết trong sự tu tập, còn mà tu tập xong chưa chết thì xui quá phải cày tiếp thôi. Nhưng mà cũng cảm ơn anh Tị Hiện nhắc về cái pháp quán cụ tưởng quán này, nó cũng là một cái pháp quán quan trọng trong cái sự tu tập về niệm thân. Trong cái bài tứ niệm xứ đó thì cái niệm thân nó có cái giai đoạn quán về cái chết như vậy. Sao còn hỏi gì không? Chị
Dạ vâng, cảm ơn chị. Thật sự họ đã được dẫn nhịp dẫn đi rồi đó. À, họ dẫn được dẫn đi làm cô hồn. À, làm cô hồn tức là ngạ quỷ. À, họ những vị đó sanh vào ngạ quỷ. À, cho nên họ có thọ mạng rất là lâu. Như hôm qua đã nói, khi chúng ta sanh vào ngạ quỷ, chúng ta sanh vào địa ngục, hay là chúng ta sanh lên cõi trời. À, đó là những cái chúng sanh mà có thọ mạng rất là dài, rất là dài. Bởi vì căn bản đó là hay là căn bản là bởi vì những cái chúng sanh này không có cơ hội để mà thay đổi cái nghiệp của mình. Khi mà sanh vào trong đó thì nó cứ theo cái đà đó mà nó bị đẩy đi. Giống như là sanh lên cõi trời thì cái hoàn cảnh quá sung sướng nên là cứ cứ chơi vui chơi hát hát hò nhảy múa tối ngày như vậy, không có cần phải làm gì hết, nó cũng có ăn có mặc, mà ăn thì lại theo đúng cái ước nguyện của mình, mặc cũng vậy, rồi tất cả những cái điều gì cũng giống như vậy hết, cho đến khi mà trải qua 10.000 năm, 100.000 năm, ngũ suy tướng nó hiện ra thì lúc bây giờ mới phản hồn mới biết, lúc bây giờ cũng không còn thời gian để mà tu tập. Thì cô hồn hay là chúng sanh ở địa ngục cũng vậy. À, thì đều có thọ mạng rất là dài, rất là dài. Chúng ta cứ nghĩ rằng là những người chưa siêu thật sự là siêu rồi, nhưng mà chữ siêu ở đây chúng ta được dùng đó nó khác với siêu ở ở chỗ chỗ mà luân hồi. Mình cứ nghĩ siêu tức là sanh lại làm người thì gọi là siêu. Xin thưa, siêu thì đúng, nếu nói chữ siêu mà đúng nghĩa đó là không phải sanh lại làm người mà sanh về cực lạc thế giới hay là về các cõi của chư Phật thì mới thật sự gọi là siêu. Vì chữ siêu là gì? Siêu tức là vượt lên trên, vượt lên trên cái bình thường thì mới gọi là siêu. Còn sau 49 ngày thì bị thọ sanh thôi, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc là ngạ quỷ, hoặc là súc sanh, hoặc là địa ngục, chắc chắn như vậy. Có điều là không chắc chắn là chưa chắc là 49 ngày, có thể là 6 tuần, có thể là 5 tuần, có thể là 4 tuần, 3 tuần, nhưng mà tối đa là sau 7 tuần. Cái thân trung ấm nó chỉ có thể tái sanh 7 lần thôi, rồi xong đó nó không tái sanh nữa, nó phải đi luân hồi, đi luân hồi, đi vào 5 cõi hay 6 cõi đó, ngũ thú hay là đạo, như vậy thôi. Cho nên đôi khi mình nói à, vậy thì cái này thì nhân cái này để nói cái này luôn, đó là một số vị nói ô nếu mà thầy nói như vậy thì tại sao khi mà có những người người ta nhập nhập đồng, thấy không, nhập đồng rồi ta nói ô tôi là cậu của anh nè, rồi hỏi cậu chuyện ấy, nói một số chuyện trong gia đình đi, thì người này nói y chang luôn, đúng 100% luôn, mà có thể cái chuyện này là không ai biết nữa, chỉ một mình biết thôi, mà người đó cũng biết, bởi vì chúng ngạ quỷ cô hồn có thần thông đọc được ý niệm của mình, cho nên khi nhập vào một người đọc ý niệm của người này và kể vanh vách luôn, không sai một chút nào hết trơn ấy. Thậm chí nhiều khi cha mẹ mình còn không biết nhưng mà cái vong hồn đã biết, cho nên thật sự chẳng phải cậu, chẳng phải cô, chẳng phải gì, chẳng phải ai hết đó. Vì sao? Vì khi mình đã tái sanh rồi, tức là từ cái thân trung ấm này và nó sanh vào ngạ quỷ rồi, thì tất cả những cái hiểu biết gì về cái thân này không còn tồn tại, giống như chính bản thân chúng ta vậy thôi, mình đâu có biết cái gì của đời trước mình đâu, mà xin lỗi chứ đừng có nói chi tới đời trước, mình đâu có nhớ cái gì trong lúc mình ở trong bào thai đâu, phải không, cũng là cái bào thai của cái thân này nè, mà có ai nhớ không?
lúc đó mình đạp mẹ mình mấy cái, mình tống tống bao tử mẹ mình mấy cái, bao nhiêu lần mình bị lạnh, bao nhiêu lần mình bị nóng, không nhớ, chứ không chỉ là trước đó nữa. Cho nên không ai còn nhớ được thân quý của ai. Nhưng mà chúng ta là những người còn sống, chúng ta nhớ được cái người mất của mình. Và khi mà cái năng lực của ý niệm đó, cái năng lực của ý niệm của mình đó, vì nhớ được cái người đó, cho nên khi chúng ta hồi hướng chẳng hạn, chúng ta hồi hướng thì trong vô hình, trong một cái sự liên hệ giữa chúng sanh với nhau đó, thì cái này nó mới liên quan đến vấn đề đại thừa nè. À, liên quan với nhau đó thì cái người đó nhận được cái phước báo đó. Không có phải là có cái ông nào ông kéo dây ông đưa cho người đó hết, hay là post bố tờ là ông nhận phước báo, một phần phước báo để ông đem để ông giao cho cái người kia, không có. Mà do cái sợi dây nhân quả, sợi dây kết nối của nhân quả mà một phần phước báo được đưa đến cái người đã mất đó. Dầu là họ làm súc sanh, họ làm trời, làm địa ngục, ngạ quỷ gì đó, vân vân. Thành ra đó, khi mà chúng ta hướng đến chúng sanh, chúng ta hướng đến chúng sanh mà chúng ta niệm chúng sanh là tâm của mình, thì mỗi một lần chúng ta hồi hướng, mỗi một lần chúng ta hồi hướng thì tất cả chúng sanh đều nhận được. Tất cả chúng sanh đều nhận được vì chúng ta thấy chúng sanh là người thân của mình. Còn nếu mà chúng ta không thấy chúng sanh là người thân của mình á, rồi mình nói con nguyện con hồi hướng cái này cho tất cả chúng sanh, thì cái điều này nó rơi rong lông bông lông bông ở ngoài trời rồi nó tan biến mất, nó không có sự nối kết. Vì cái mà chúng sanh khi mà chúng ta đọc lên như vậy, nó không có địa chỉ để cho đến thơ đi lạc. Rồi mấy ông đưa thơ ông quên, ông làm biếng đưa về là cho mình quăng luôn rồi. Nên khi mà chúng ta muốn tu đại thừa, chúng ta hướng đến đại thừa mà chúng ta thường trì tụng những cái gì mà nó là chúng sanh thì mình phải nối kết với chúng sanh, phải luôn luôn nhớ nghĩ với chúng sanh, vân vân. Cho nên hôm trước ở Berlin thì vậy, chúng tôi mới nói rằng đôi khi chúng ta cứ nghĩ Phật tánh nó nằm ở trong trong tâm thức của mình, nhưng mà mình đi tìm hoài không ra, mình đi tìm hoài không ra. Bởi vì sao? Vì từ khi mình đi vào luân hồi thì mình đã gửi phần tánh của mình cho chúng sanh rồi. Mỗi chúng sanh có một phần nhỏ phần tánh của mình. Đến khi nào mình gom hết tất cả phần tánh từ nơi chúng sanh lại đó, thì lúc bây giờ mình mới phát hiện được cái phật tánh của mình. Thì đây mới là cái đại thừa. Cho nên cái ông Putin dập giờ đó đó, ông cũng đang giữ phần phật tánh. Đừng có ghét ông, đừng có thù ông, đừng có gì trên đó. Ông vẫn đang là một phần của chúng sanh. Ông từng là cha mẹ mình, ông từng là anh em mình, quý thuộc mình. Đối với cái hiện tượng bây giờ đó, cái hiện tượng này là sai, ông đang một cái quyết định sai và ông tạo một cái nhân sai thì tội nghiệp chẳng. Vì biết chắc chắn quả của ông là sau đời này là ông đi rocket, đi phi thuyền thẳng xuống dưới kia chơi với ngài địa tạng, không có chạy đi đâu được hết. Ngài địa tạng đã gửi giữ chỗ cho ông rồi. Điều này là một điều chắc chắn. Cho nên là một người Phật tử đại thừa đó, thì chúng ta có cái tâm từ đối với ông và tâm bi đối với ông. Dĩ nhiên mình không có đủ khả năng để mà chạy qua đó thuyết phục ông, phải không? Bởi vì nếu mà mình là cha mẹ mà thấy một đứa con nó sai thì mình đến mình khuyên khuyên răn. Nhưng mà mình không có đủ khả năng nên mình chỉ có thể hướng về mà mình phát cái khởi cái tâm. Cho đến khi nào mà trong cái sự tu tập của chúng ta cái năng lực nó mạnh, chúng ta đầy đủ phước báo, chúng ta sanh ra là bạn của ông, làm cái advisor của ông, cố vấn của ông, thì lúc bây giờ chúng ta có thể nói à, ông quyết định như vậy là sai.
sai lầm. Tại tới những 21 là ai, ai mà chơi trò chiến tranh nữa, à, ta chơi trò đẩy kinh tế thôi, cứ quăng tiền tới quăng tiền lui vậy thôi. À, Bitcoin, gì đó, Bitcoin, paper gì đó, cứ thấy tới thấy lui vậy thôi, chứ không chơi, bomber nữa, không chơi racket rồi nữa. Thành ra là chúng ta phải hiểu điều này để làm cái gì, để tâm chúng ta đó mới khai mở được cách mạnh mẽ thực tế, và chúng ta mới thể nghiệm được cái vấn đề là tất cả chúng sanh đều là thân quyến của mình. Cái ý niệm này rất là quan trọng trong cái đại thừa, và nó cũng là một cái động cơ rất là cần thiết để mà muốn chúng ta vãng sanh lên những cái cõi cõi cao. Khi mà tâm chúng ta càng mở rộng đó, thì chúng ta vãng sanh được càng cao, tức là cái sự nối kết giữa chúng ta và chúng sanh càng mạnh, thì chúng ta mới có được cái quả nó tương ứng. Chúng tôi nhớ một cái câu chuyện mà Hòa Thượng Thích Tượng cũng kể, Hòa Thượng nói như vậy. Thường ở những chỗ nơi khác, không biết là nơi nào, nơi khác thì mà có một người ta đến, người ta xin việc, làm, thì ở cái người phỏng vấn nó mới hỏi là tại sao anh đến đây anh xin việc, thì người đó sẽ nói rằng là bởi vì tôi thấy là cái hãng của ông nó có nhiều, nó có tương lai, và tôi vào đây tôi làm thì tôi sẽ được thăng tiến tốt đẹp vân vân, cơ tiền lương của ông cho cũng tốt, điều kiện việc làm của ông cũng ưu đãi vân 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 vân. À, thì đó là bình thường người ta sẽ nói ra như vậy. Nhưng mà ở Nhật thì người ta không nói như vậy. Người ta nói rằng là bởi vì chúng tôi thấy tôi thấy rằng là tôi có khả năng để đóng góp vào trong cái hãng của ông, để làm cho cái hãng ông càng càng phát triển tốt đẹp hơn. Cho nên tôi đến đây tôi để đơn tôi làm việc. À, thì chúng ta thấy thật sự cái ý niệm này nó cũng rất là đặc biệt, trên cái hiện tượng đó, nó không có khác nhau, dầu là vì mình ở đó mình làm cái hãng đó mình sẽ được lương và vân vân vân, thì cái hãng nó phải phát triển nó mới phát lương cho mình chứ. À, hoặc là mình nói tôi đến để tôi làm cái hãng phát triển, hai cái khi mà nó xảy ra thì hiện tượng giống nhau, nhưng mà do lý niệm khác nhau mà cái sự làm việc nó khác nhau. Thì chúng ta cũng vậy thôi, đối với cái sự tu tập, đối với cái sự phát tâm, khi mà chúng ta có được những lý niệm khác nhau thì kết quả nó sẽ khác nhau, mặc dầu trên cái quá trình đó, thì thấy giống nhau. À, điều này chúng ta phải nắm rõ để mà mình được cái lợi lớn nhất. Bởi vì nói cho cùng mà, cuối cùng lại cái người mà được lợi nhất không phải là ai khác, chính là tự thân của mình. Giả sử như bây giờ là thôi lỡ lỡ nói ông Putin là nói ông đi, nếu mà mình ghét ông Putin thì mỗi khi nhắc tới cái tên ông Putin một cái là nó nóng, ruột, khó chịu, bực. Ai phiền não, ai khổ đau, ổng ai mình, à mình. Nhưng mà bây giờ mình chấp nhận thôi, ông Putin cũng là từng là cha tôi trong đời trước, bây giờ đời này chỉ bỗng quá thấy ông thương quá, tại sao ông tạo cái nhân như vậy mà bóp ổng địa ngục không biết sao bây giờ. À, thì khi mà người ta nhắc tới Putin thì mình nói trời, và lúc bây giờ cái tâm mình nó khác hẳn, phiền não không xảy ra, chỉ có tâm từ bi xuất hiện thôi. Vậy quý vị chọn cái nào? À, tự mình kiêm nghiệm rồi tự mình sắp xếp thôi. Mà ông này là một ví dụ thôi. À, rất nhiều nhân vật như vậy trên thế gian này, và không phải là đâu ở xa mà chung quanh chúng ta, ông Tám, bà Tư, cô Hai, chị Bảy, đầy dẫy hết á. À, chúng ta tập từng đối tượng như vậy mà tập thật sự,
để cho tâm thức của chúng ta càng ngày càng mở rộng, càng ngày càng nhu nhuyến, càng ngày càng nhẹ nhàng. Và khi đó thì cái mà được gọi là đại thừa, cái mà được gọi là tâm từ bi, dần dần nó mới trở nên ở trong cái dòng tâm thức của mình. Phải tập hết, ngay cả quý thầy cũng phải tập, tập đầy vi chống quả, tập quên ăn quên ngủ luôn á. Dạ dạ vâng rồi, thế thì chúng ta hồi hướng thôi ha. Dạ. Tối nay có văn nghệ không? Dạ. Tối nay quý vị định quên văn nghệ nha, nếu mà chưa chết. Nguyện tiêu văn chương trời hiền đạo, nguyện dân trí hoài sáng tỏ, nguyện bao tội chưa tài kiếm kim kim tường tu bồ tát đạo. Dạ, như vậy xin chào tất cả mọi người.